Do Thái chấp thuận chương trình xây cất 1.500 căn nhà định cư ở Tây Ngàn, tên từ Jerusalem, cách nơi đàm phán giữa đại diện Palestine và Do Thái khoảng 10 phút lái xe, các xe ủi đất Do Thái đang bận rộn san bằng mặt đất để xây cất thêm khu định cư trên vùng đất mà Palestine muốn thành lập quốc gia. Các căn nhà định cư đã nhanh chóng mọc lên ở đông Jerusalem và những con đường chính đang được xây dựng để nối liền các khu định cư Do Thái ở Tây Ngàn. Do Thái cũng mới chấp thuận kế hoạch xây cất 1.500 căn nhà mới trong lãnh thổ chiếm đóng, khu định cư mới có tên là Hamas Shlomo. Việc Do Thái tiếp tục mở rộng các khu định cư ở Tây Ngàn và đông Jerusalem tạo nghi vấn đối với cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra. Bà Betty Hirschman là giám đốc liên lạc quốc tế của nhóm quyền của người Do Thái nói rằng Ủy ban Tài chính đã chấp thuận dự án Hamas Shlomo trong ngày hôm qua. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry, người đã nỗ lực đưa Do Thái và Palestine quay trở lại bàn đàm phán, nói rằng mở rộng định cư là vấn đề chính đối với nỗ lực hòa bình. Trong năm 2010, khi Palestine rời bàn đàm phán, khoảng 311.000 người định cư Do Thái sống ở Tây Ngàn. Ngày hôm nay, con số này đã lên đến 367.000 người. Cộng với con số ở đông Jerusalem, số người Do Thái sống ngoài biên giới trước cuộc chiến tranh năm 1967 là 600.000 người. Chương trình mở rộng khu định cư mới này làm cho thế giới ngạc nhiên khi hai bên mới quay trở lại bàn đàm phán. Phát ngôn viên của Tổng thống Mahmoud Abbas, ông Nabil Daynet, nói rằng Do Thái tiếp tục theo đuổi chính sách mở rộng các khu định cư và bắn chết thường dân Palestine. Chính sách này của Do Thái rõ ràng là thông điệp cho chính phủ Hoa Kỳ rằng Do Thái không muốn hòa bình. Ông Daynet cũng đã lên án việc Do Thái bắn chết người Palestine vào sáng hôm nay và coi việc Do Thái tiến hành xây cất khu định cư mới là một hành động khiêu khích. Các nhà thương thuyết Do Thái và Palestine đã gặp nhau 3 lần sau khi gặp nhau ở Hòa Thịnh Đốn trong tháng 7.